Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay sau một tuần xe máy của Thắng, mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là bít tông 54 đầu cao Racing. Mẫu bít tông mà hiện nay đang rất là hot trên thị trường, cũng như là vì lý do là nó hàng chuẩn đẹp, nhập khẩu 100% là Taiwan về, chất lượng ok, sử dụng cực tốt cho những chiếc xe mà gọi là làm trái 54, hiệu suất cao. Thì hôm nay mình sẽ về hai cái mẫu, đó là bít tông 54 Racing, mẫu là đã đầu cao đã dớt sẵn theo kiểu có nhiều người gọi là mẫu là HK, có nhiều người gọi là mẫu trái phin. Còn đây là mẫu 54 đầu cao ắc 13, nhưng mà đầu cao nhưng mà chưa dớt nha anh em, dạng là người ta chỉ xử lý nhẹ trên cái phần đỉnh bê tông thôi, còn mình về mình sẽ tự biến tấu ôm theo chảo này kia các kiểu. Thì giá cho bộ bê tông bạc hàng xịn sò này kèm luôn bộ bạc rít chính hãng á, thì shop tụm xe máy Thắng mình bán chỉ có giá là 300.000 một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đây, trên tay mình đã là cái mẫu bít tông 54 đầu cao đã dớt sẵn nha anh em. Đây là niền cao nè, anh em về có thể hạ xuống niền còn 10, 10 rưỡi, 11 vẫn được, vẫn đảm bảo, hoặc là anh em về móc 2 van, 4 van vẫn ok. Đây là hàng chuẩn nhập 100% từ Taiwan về nha anh em. Bít tông 54 đầu cao. Cái mẫu này là anh em hay gọi là cái mẫu đầu cao là HK, có nhiều người gọi là mẫu đầu cao trái phin. Đi kèm nó là sẽ một bộ bạc rít chính hãng nha anh em. Bộ bạc rít chính hãng đó, có tem chống hàng giả đây. Còn cái mẫu bên đây là mẫu bít tông 54 đầu cao Racing. Nhưng mà này niền còn rất là cao ha. Niền rất là cao. Anh em về sẽ tự hạ tùy theo niền, ví dụ anh em đi hại quay rim dinh dinh nó khác, dinh đôm nó khác. Rồi anh em mà chơi hệ siêu rút dinh dinh nó khác, rồi dinh đôm nó khác. Thì cái mẫu bít tông 54 này là ắc 13 thì nó sẽ phù hợp cho tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67 siêu rút Jupiter này kia các kiểu. Và đặc biệt là trái đầu cao này thì mình dễ dàng sử dụng được vô cho nhiều cái dòng xe nha anh em. Đó, mình bán đồng giá là 300.000 bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em. Zin Standard 50 ly Standard nha anh em. Nè, 50 ml Estanda, 54 ly Estanda, ắc 13 nha anh em. Đó, đi kèm đó là một bít tông nè, bạc rít, ắc bít tông và phe bít tông nha. Đó, 300 một bộ. Hàng VIP xịn sò.